nó sống nó phổi bò mà nó nóng tánh nữa. Con gái mà nó cười em mà tao cái quỷ quỷ kia quỷ nọ không à. Tháng đầu tiên qua là kiếm về cho công ty được có trăm ngoài à, là sếp phó tống cổ đi rồi. Sếp phó là ai cũng không cần đó, tống cổ đi rồi. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các em đến với chương trình Vlog Kinh doanh nha các em. Hôm nay là ngày đầu tiên tháng 7. Anh làm video này thì là chia sẻ tới tụi em một số kiến thức nó rất là thực tiễn. Cái thật anh không thích nói dài dòng, anh cũng thích nói chuyện xạo, anh cũng thích nói chuyện văn hoa, anh kể một câu chuyện có thật. Và anh đam câu chuyện có thật thằng nhân viên của anh, nó tên là Bảo Trung. Đó, thì bây giờ là anh sẽ đi vô cái đề tài cách nào để làm BT kiếm 100 triệu một tháng. Đơn giản thôi, để trả lời thẳng luôn, không làm mất thời gian của chương trình. Một thằng BT muốn kiếm 100 triệu một tháng thì phải kiếm về cho công ty nhiều trăm triệu. Thi nặng nặng rồi chưa? Thôi đao giá, đao giá xuống kiếm vài chục triệu thôi. Mỗi BT 50 được rồi mẹ ơi. BT cả 100 triệu nó tham quá. BT 100 triệu là phải lái tới cái gì nữa mới được. Chứ còn BT 100 triệu dạy không xúc quần nha. Còn lái cái gì đó thì nói chung là tùy năng lực của mỗi người, tùy thế mạnh của mỗi người. Có người lái cái này, có người lái cái kia. Thì bây giờ nói là cái cuộc đời sự nghiệp á, cái thằng Bảo Trung là thằng trẻ trâu. Đó, nó là fan của anh thôi. Nói chung là anh là idol trên mạng mà, fan của anh sẽ có nhiều thằng trẻ trâu như cái thằng Bảo Trung đó đó. Mà cái thằng đó nó ngồi ở nhà, nó ngồi nó thủ dâm internet biết bao nhiêu năm rồi. Lúc mà nó còn đi học lớp 12 thôi. Đó, em vô Facebook nó đào mò cái hình nó đúng trẩu luôn. Nó trẩu đủ mọi phương diện hết. Tới năm 2017 lúc anh xây cái nhà bên này nè. Lúc anh xây cái nhà này là năm 2017, anh xây cuối năm 2016. Tới giữa năm 2017 xong và được khai trương vào 17 giờ 17 phút ngày 7 tháng 7 2017, ok. Đó, là nó vô công ty BBT nó làm trước đó là mấy tháng. Biết nó làm nghề gì không em? Sales shop. Sales shop, tại thằng này không được cái gì chân, được cái tài lanh thôi à. Cái mỏ nó ghê lắm. Cái mỏ nó ghê, phải nói chuyện khéo mà nó nói nhiều á. Nó nói nhiều chứ nó vô duyên. Còn thằng này con gái công ty ai biết mặt hết á. Nói chuyện với con gái sưng mày tao không à. Còn Tết hả, nó quýnh bài hả, con ba bít trong không nhường con gái luôn. Mà em có thể kiểm chứng thông tin anh nói, cái thằng này cái tánh nó bẩn bựa lắm. Nó sống nó phổi bò mà nó nóng tánh nữa. Con gái mà nó cười em mà tao cái quỷ quỷ kia quỷ nọ không à. Mà quýnh bài á, nó ăn con gái không chừa một ten luôn. Đó, nó muốn quýnh ra mà nói chung cả chả con gái trai gì hết trơn, chả biết mày đẹp hay xấu. Mày đi chút mà thôi, tao chặt à. Nó là như vậy. Và nó có một cái sự nghiệp mà gọi là sell súp cho công ty BBT khá là lâu nha. Nhưng mà dạo này á, thì nó bị đuổi việc ở bên sell súp. Nó chuyển qua nó qua bên BT. Em hiểu không? Tất nhiên là trong quá trình làm việc có này có kia thì chuyện đó anh không tiện nói. Mà anh cũng không được nói. Nói ra nó kỳ đúng không? Nhưng mà nó sell súp thì nó cũng không biết sao nữa. Tự nhiên nó làm mà nó than hoài. Nó than trời ơi khổ quá, ở nhà trọ này nọ kia các kiểu. Mà nó mỗi lần nó than là đổi một món. Mỗi lần nó than đổi một món của em. Ngày trước á, đi xe số, xong nó đổi qua con SH hay con gì á, cũng bự lắm. Không biết. Hỏi nó tiền nó mày mua vậy. Nó nói mẹ cho. Trời đất ơi, vô Facebook nhà nhìn mẹ nó khổ quá, chắc không phải mẹ cho đâu mày. Đó. Nên thí dụ như giờ tụi em suy nghĩ thôi à. Anh cũng chả biết sao nữa. Đúng không? Mình đó thì mình nói chung á thì có những chuyện nó rất là tế nhị. Mà nói chung tóm lại là sếp phó tống cổ đi rồi. Sếp phó là ai cũng không cần đó, tống cổ đi rồi. Mà nhiều thằng khác nữa, mỗi thằng hoàn cảnh, mỗi thằng câu chuyện. Tất nhiên câu chuyện của nó không phải là cái anh nói, mà là cái ngày hôm nay á, là nó chuyển qua BT. Đó, là BT. Ngày trước á, là nó dưới trướng một mình Hương Trần thôi. Còn bây giờ nó dưới trướng vừa lính của Hương Trần, xong mới tới Hương Trần nữa. Là vậy là thăng chức hay giáng chức? Muốn hiểu sao hiểu à. Anh cũng biết hiểu sao nữa. Đó là những cái chuyện râu ria cám lạnh. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ nó chuyển qua BT á, thì nó có những cái thành tựu gì và có những áp lực gì, nó có phù hợp hay không. Anh sẽ phân tích cái đó để cho tụi em là mấy người tập tạ tuổi trẻ để định hướng nghề nghiệp cho nó đúng. Vậy là chọn giữa cái sell shop hay là cái BT.
đó. Cái thằng Bảo Trung này được cái lắm, nó tập gym cũng đều đặn đó, nó tập thì 3 năm trời, tướng tá không bự thôi mà khô réo à, liền lắm. Mà anh nghĩ chắc thằng này nó không có vô hàng đâu, thằng này nó bình thường á, tại nó không có bự con, nó lụn hơn anh mà, nó lụn hơn anh, nó còn nhỏ hơn anh nhưng mà nó nét. Dạo này nó xài Libo với bộ ba thằng Thấm, nó có nhiều tiện đập vô đó hết rồi, nó nét lắm em. Nên nó chuyển qua làm nghề BT đổi đời. Vậy thì nhìn qua không biết nó thăng chức hay giáng chức, bây giờ mình nhìn qua cái việc làm của nó nè. Trong 2 tháng, cái tháng đầu tiên á, mém bị đuổi. Tháng đầu tiên qua là kiếm về cho công ty được có 100 ngoài kìa. Kiếm về cho công ty được có 100 ngoài kìa. Mà giờ 100 ngoài á là cũng như là nói cho một thằng nhân viên mới á, 100 ngoài là giỏi, đúng không? Mà nói cho thằng nhân viên cũ á, 100 ngoài là cùi. Yes. Thì chiếu thằng này theo một cái góc độ là mày tính là mày nhân viên thâm niên, mày 3 năm mà kiếm 100 ngoài là cùi, đúng chưa? Còn nếu mà xét theo vị trí mày là BT mới qua tháng đầu kiếm 100 ngoài là giỏi. Nên tóm lại là không đuổi được. Không đuổi được, trời ơi làm BT áp lực lắm em, đừng có tưởng giỡn. Công chuyện là công chuyện thôi chứ BT nó có doanh số. Em hiểu không? BT nó giàu nhờ doanh số thôi. Chứ còn BT mà đầu đất mày cắm đầu cắm cổ mày dạy thôi mày không giàu được đâu. Nha. Mà may mắn cho thằng này á, là muốn có doanh số là phải có khả năng chém gió và phải có body. Thằng này được cái K2 nha. Thằng này được cái K2. Mà nó còn thêm một yếu tố mà BT khác không có nữa. Là cái gì? Cái database khách hàng. Nó database khách hàng, nó làm sale cho công ty 3 năm đó, nó kết nối biết nhiêu khách rồi. Nên những khách ủng hộ nó, những khách ủng hộ nó nên nó có lợi thế. Đúng không? Như con người ta BT mới kiếm hợp đồng 50 triệu mừng thấy mẹ, chứ thằng này ăn 100 triệu 2-3 cái rồi đó. Nên anh mới boss, anh nói chung là không PR cho nó thì cũng kỳ. Nó làm cho công ty BT cũng lâu rồi, nhưng mà giang hồ thường thường nó kêu là đệ ruột á, không có ruột gì đâu, ruột thừa không à. Đúng không? Nên boss cho nó một cái chỉ là một trong những cái 100 của nó thôi. Nên thằng này nó có khách hàng ca mập, nó có được cái lượng data mấy, tức là nó bán súp cho người ta, nó biết ai nhiều tiền rồi ba, đúng không? Ông nào mua nhiều kinh tế nhiều, rồi giờ nó ra tập và nó gù này nọ kia, nhưng mà thằng này trong lúc mà nó bán súp á, nó cũng có chỉ cho người ta tập nữa, nên người ta cũng có thiện cảm về thằng này, khách hàng cũng có thiện cảm về thằng này, nên cái đó là cái ưu thế của nó, đúng chưa? Thì rõ ràng là cái thu nhập nó kiếm từ cái BT này nó cao hơn là từ sale súp chắc rồi. Tại vì sale súp nó có cái mức chứ nó không có được cái sự đột biến, em hiểu không? Nói chung là giờ làm sale súp giống như làm công chức vậy đó mấy em, rồi giờ làm BT giống như là ngoài kinh doanh vậy đó. Có thằng BT có tháng không có đồng bạc nữa nha, đó có thằng BT một tháng kiếm được 10 triệu rồi, là tiền lương 4-5 triệu gì đó, rồi tiền dạy thêm 4-5 triệu nữa hết rồi đó. Nhưng mà bây giờ anh kể cái câu chuyện của thằng này là những cái bước đi của nó có mạng, có cái phần hợp lý và có không phần không hợp lý, đúng không? Và đối chiếu với cái hướng đi của nhiều thằng. Yes. Của nhân viên anh không ghét thằng nào hết, anh cũng không có thương thằng nào mà một cách chênh lệch cả. Tất cả đều là sự công bằng và hợp lý thôi. Cũng có những thằng BT khác phút áo ra đi, bây giờ sao thì không biết. Còn có những thằng ở lại thì cũng có thằng tới giờ nó vẫn nghèo. Đó, mà cũng có những thằng nó thu nhập nó khá hơn. Nó giờ theo đánh giá đó thì cái thằng Bảo Trung này nè, nó qua cái ngành BT á, tương đối á thì nó nói chung là nó phù hợp hơn. Tại vì trong những thằng sale súp á thì thằng Bảo Trung này cái body là ngon nhất. Body thằng này thì nó nói chung là nó ngon hơn. Còn mấy thằng sale kia body nó ấy hơn thì nó làm nghề sale súp. Nhưng mà tao bảo đảm với mày, nó tập chừng 2-3 năm nữa nó cũng tạo phản thôi. Mấy thằng sale đó, trong đó có thằng Tiến nữa. Thằng đó gặp mặt tao cũng nịnh lắm. Trời ơi thật sự luôn á. Thằng Bảo Trung nịnh chúa, thằng này nịnh cũng hoàng hậu thôi chứ không phải giỡn đâu. Trời đất ơi, nói chuyện mày thấy không? Thằng Bảo Trung với con gái nó chửi như chó. Oh really? Mà nó không có BD đâu, nó cũng mê gái bình thường à. Nhưng mà tập nó vậy đó. Còn con trai thì là khỏi có anh em, khỏi có bạn đâu, mày tao không mà chứ không cậu tớ. Nó vậy đó. Nhưng mà gặp anh Di một cái nó cúm núm. Nó dạ thưa, nó ngoan như cuốn vậy đó mấy em. Thấy nó sống có phần, nói chung là rất thích hợp để làm sale. Anh dùng cái chữ rất thích hợp để làm dịch vụ. Mấy thằng như vậy rất thích hợp để làm dịch vụ. Thì cái tháng vừa rồi đó, là cái tháng 6 đó, là cái thằng Bảo Trung nó thu nhập gấp đôi lần tháng trước. Tất nhiên anh là giám đốc, anh không là nói con số đó được, em hiểu không? Anh nói án cho tụi bay tự phóng thôi. Nhưng mà thằng Bảo Trung á, nó nhờ cái lượng khách, gọi là lượng khách database, lượng khách cũ của công ty BBT. Còn mấy đứa kia là nó không có được cái đó. Mấy thằng kia là BT tay ngang mà chạy vô thì nó mới kiếm khách, mà kêu là khách từ membership, khách working nó lại thôi. Nó không có được lượng khách của công ty. Nó nên thằng Bảo Trung nó là thả dài câu cá lớn. Hợp đồng của nó hợp đồng lớn không à. Thì cái hợp đồng lớn nó phản ánh cái gì? Trong kinh doanh hợp đồng lớn, hợp đồng BT càng lớn á, thì cái giá trị buổi tập nó càng rẻ. Thí dụ như em đăng ký cái gói mà 12 buổi á, thì khoảng 600-700 ngàn một buổi BT.
rồi em đăng ký cái gói mà 300 buổi trở lên đó thì nó chỉ còn khoảng chừng 500 ngàn một buổi BT hoặc là 400 ngàn buổi BT thôi. Nó tạo ra một cái gì, một cái lon kêu là cái lon gì ta, cái việc làm dài hạn nó ổn định, nó kêu là cái gì ta cũng biết nữa, nói chung là nó như vậy. Thì cái để ngốt, ví dụ như thằng Bảo Tung đi, nó đăng ký được cái gói 300 buổi cho khách thì thằng khách nó phải tập hết 300 buổi, đúng chưa? 300 buổi hết năm bà nó rồi, chưa kể nó kéo dài ra 2 năm nữa, đúng không? Chưa kể nó kéo dài một tuần nó tập 3 ngày thì 300 buổi nó gần 2 năm nữa, chứ còn gì nữa. Thì trong vòng 2 năm nữa đâu sợ đói đâu mấy đứa. Hợp lý không? Hợp lý lại đi. Trong vòng 3 năm nữa đâu có sợ đói đâu. Thì bây giờ nó chỉ cần có 4 đông khách vậy thôi, trong vòng 2 năm nữa mẹ mày rung đùa mày cũng không đói rồi đó. Cái chuyện giàu hay không thì không biết, nhưng mà chắc chắn là không đói. Tại vì em làm BT em vừa được lương căn bản đó, em vừa được phần trăm hoa hồng hợp đồng, mà em vừa được tiền dạy từng buổi của em nữa. Thì cái hợp đồng là của nó thì nó dạy với ai dạy, không lẽ nó hợp đồng của nó mà nhỏ kia dạy, ai chịu, đúng không? Đó, nên cái thằng này tính là nó điếm lắm nhưng phải giỡn đâu. Nó không bắt hợp đồng nhỏ, anh để ý nè, hợp đồng mà chừng 36 triệu, 18 triệu, hợp đồng 40-40 triệu nó cũng không có nữa, mà nó thả mấy cái cục vậy không à. Nên cái chắc chắn là thằng này sẽ bị thanh tra. Không có thoát đâu con trai. Mày không thoát được đâu con trai, tôi bị không tình yêu. Đừng có thấy cái số gì mà ngon. Trời, mày thấy chưa, trong công ty của anh á, có những thằng BT sừng sỏ về kể: anh ơi, tháng vừa rồi em kiếm được 400-500 triệu này cho công ty này nọ. Cuối cùng thanh tra một phát bác hết còn có 100 mà. Trời đất ơi, làm ăn chính phủ gì đó mấy em. Phải có thanh tra chứ. Cái gì mà có dấu hiệu lạ là tự nhiên thanh tra nó nhào vô à. Lạ sao không lạ, bây giờ tự nhiên ông hợp đồng nhỏ nhỏ không có. Chỉ có cái ông có chỉ có 4 cái mỗi cái 100 triệu. Nó có một sự nó không bình thường. Và cái điều đó anh muốn nói là cái gì nữa? Sau dịch Covid nó khổ chết mẹ, đúng không? Kinh tế bây giờ nó phá sản lầm than, đất nước điêu đứng, đúng không? Mà công ty BBT là một công ty ngạo nghễ mà tăng trưởng nó dương, nó không bị âm, tăng trưởng nó dương đó, nó dương thì thông qua nó dương nó mới có hợp đồng 100 triệu đó, rồi mấy cái 70-80 nữa cái đóng nữa, rồi chiều nay nó nổ ra cái 300 buổi nữa đó. Nó phản ánh cái gì? Nó phản ánh á, nó có nhiều cái phản ánh lắm. Không phản ánh giờ, ví dụ như giờ đương nhiên là khi dịch Covid hết á, cái lượng tiền nó bị yếu lại, dịch vụ nó sẽ bị xuống chắc rồi đó. Nó thì nó phản ánh rằng ở Việt Nam có tầng lớp đại gia tiền mặt nó nhiều. Tiền mặt nó nhiều thì 10 cái Covid nó cũng không ảnh hưởng nữa, đúng không? Còn cái tầng lớp mà làm công ăn lương là chắc chắn giờ tập mẹ rồi. Nhìn mặt đạt kìa, làm công ăn lương móm rồi, dính vô cái xe Fadil nữa chứ gì, đúng không? Ô, tháng này có cho mày miễn góp không? Cái xe Fadil đỏ đỏ là của nó đó, không phải của anh đâu. Chẳng qua anh đứng chụp hình thôi chứ, của nó đó. Thì chỉ có đại gia nó còn cái lượng tiền mặt lớn, thì các em làm kinh doanh các em phải đánh vô cái tầng lớp này, chỉ có tầng lớp này mới cứu được tụi em thôi. Chứ còn em đánh vô mấy tầng lớp mà ví dụ như có đồng nào xài đồng đó là giờ nó xào hết rồi, tại dịch qua nó xào hết mấy tháng dịch, ảnh hưởng tới kinh tế đó. Rồi thêm một cái thứ hai nữa, nói về người đi tập tạ, đúng không? Nói về dân Việt Nam chúng ta tối ngày sai lầm mà người đi tập tạ mang lại nguồn thu là những thằng cơ bắp, cái đó nó tập bậy, không có, đúng không? Bây giờ trong làm ăn kinh doanh phòng game, bào thì bào thằng có tiền thôi chứ không ai bào thằng cơ bắp nữa. Mà nhưng mà đối tượng cơ bắp là cái đối tượng mà chúng ta vẫn chấp nhận dịch vụ, vẫn xài bình thường thôi. Nhưng mà cái đối tượng đó không phải là đối tượng chính để các em đánh vào. Mấy anh cơ bắp đời đó thôi, BT bây giờ có bạn vỗ đỡ nhau thôi à. Đó, mà khi mà trên góc độ kinh doanh á, một thằng cơ bắp nó tập thiệt hại gấp mười mấy lần thằng bình thường luôn. Nên các em hả, nhiều khi mấy em hỏi anh Duy Nguyễn ơi, phòng anh Duy Nguyễn có vận động viên quốc gia tập không? Nói cái phòng anh nó cùi lắm em, vận động viên quốc gia không có tới nghe em. Vận động viên quốc gia tới một cái anh còn buồn hơn nữa, tại vì nói ra góc độ kinh tế nó chung thiệt hại nó cao quá, mà giá trị thương mại nó không có nhiều cả. Mà chưa kể có mấy ông vận động viên quốc gia hay quốc công gia không biết tới bị đặt hùng hổ nữa. Ừ, anh vận động viên quốc gia nè, tới cho anh tập miễn phí quảng cáo cho. Nó thôi mệt ông ơi, tôi làm ăn cực khổ kiếm từng đồng bạc, giờ tôi quảng cáo được rồi, còn gì thêm nữa, giờ làm ăn có tiền thôi chứ giờ làm ăn không có tiền, tiền đâu trả bill. Bill điện, bill nước, bill điện của anh tháng 80, nước rẻ hơn, khổ lắm. Rồi nói tiếp tới người đi tập tạ. Cái vấn đề này là anh muốn nhấn để cho tụi em thấy. Khi mà các em đi tập tạ đó,
mà tiền súp các em còn không có mà mua nữa. Mua được cái bình súp chính hãng của THOL, bình súp chính hãng của Mỹ và công ty BT phân phối, còn chưa có tiền mà mua nữa. Thì là các em gì, cách cái đích nó còn quá xa. Đích là gamer ngầu nghễ nè. Ví dụ như gamer ngầu nghễ bằng 1% của anh Duy Nguyễn thôi được rồi, cũng là ngầu nghễ được rồi đó. Nó thẳng luôn đó. Còn cái đích của em ở đây nè, cái dòng xoáy của tụi em tập game mà giờ phải đo giá tập nè. Anh Duy chỗ anh tập nhiều tháng. Anh ơi, dịch này có khuyến mãi không? Anh ơi, bây giờ em nghèo quá, anh cho em trả góp không? Đó, đó là những cái vấn đề các bạn xác định là các bạn tập gym để làm cái gì nè. Tập để làm cái gì? Tập sau này để làm thằng Bảo Trung hay tập để sau này làm thằng đi lung tung? Đúng chưa? Thằng Bảo Trung nó cũng nghèo à. Nhưng mà nó may mắn, nó là fan của anh Duy Nguyễn, nó xác định được cái vị trí nó là nó tập để làm cái gì. Nó tập lúc nó còn yếu thì nó làm thằng sales sub. Đó, lúc mà giờ nó cảm thấy sales sub nó pro rồi đó, kiến thức tư vấn khách hàng tự tin rồi đó, biết kỹ năng đá khách đồ rồi đó, ok, chuyển qua làm PT. Để rồi nó có được ngày hôm nay khá hơn cái ngày trước của nó. Nó làm sales sub, nó mua được con tay ga. Má nó làm PT, ai biết được nó mua được con VinFast thì sao? Cái bài toán của thằng Bảo Trung á, tao nói chỉ cần mà nó duy trì như hiện nay thôi, nó mua VinFast như sức. Cái vấn đề là có thể mua hay không thôi, đúng không? Bây giờ con WinFast mày cho góp tháng nhiêu? Tao nói thiệt cho mày, 10 củ bành sát không có 40 mà đừng có xạo, 4 triệu đúng không? Tụi má tao 10 triệu tao hơi nâng cao mày rồi đó. Cái con WinFast mày tháng trả 4 triệu, tao nói thiệt với mày á, nó ngồi một ngày nó nói alo một cái nó có 4 triệu trả luôn. Wow. Thằng đó chắc phải đi tới lắc rồi chứ không đi pha điều như em đâu, đúng không? Giờ con của mày trả tháng 4 triệu, con lất trả tháng 8 triệu hết cỡ, năm sau có xe. Đối với điều kiện công ăn chuyện làm nó tính ổn là 5 năm nó không bị đuổi ở BBT, 5 năm sau nó có xe, thế thôi. Nhưng mà cái đó tao đuổi à. Biết sao không? Không, ở chỗ tao chặt lắm, mà đi xe hơi tao đuổi à. Xe hơi để dành cho khách. Giờ mà nhân viên mà chịu khó mà sống mà giả nghèo đi, đúng không? Nên con người ta nó phải có được cái ước mơ đó, và ước mơ đó phải có cái động lực, niềm tin và sự cố gắng để người ta thực hiện ước mơ đó thành sự thật. Tại sao có ông khách kia bỏ 100 triệu ra thêm muốn BT ngon trời? Anh đứng trong độ khách á, đúng không? Người ta bỏ 100 triệu ra để người ta trả cho cái gói BT. Thì ngoài 100 triệu ra chắc không phải bỏ đóng tiền cho súp, bỏ đóng tiền cho gái ngoài đường nữa. Yes. Sao có những người người ta giàu thế, đúng không? Nhưng mà những cái người giàu nó có hai loại giàu. Một loại giàu mà giàu xịn như anh, còn một loại giàu mà giàu đần. Giàu đần là giàu đi mua Camry xong đi nhậu đó. Đó là giàu đần. Tao chưa định đánh giá những người đó dân trí cao cả. Nói thật tao giận chịu à, đúng không? Bây giờ ông á, ông muốn nổ là ông giàu á, thì ông chi ra bao nhiêu tiền cho giáo dục và y tế, cho sức khỏe đó, đúng không? Ông có thẻ bảo hiểm y tế chưa hả? Hay rồi không có, đúng không? Không có thôi, bệnh hoạn vợ ở nhà phải đi mượn tiền hay đi rút két hay đi bán đất bán đai ra trả tiền gì, đúng không? Rồi ông có đầu tư cho sức khỏe chưa? Ông đầu tư sức khỏe là ông đỡ bệnh đó. Bây giờ ông quậy ở ngoài đường như thế nào không biết, đúng không? Nhưng mà cái dân trí của mình nó cao thì như gì, mình ăn cái gì bỏ vô mồm, đúng không? Mình nghe cái thông tin gì, mình học cái gì, mình đầu tư bao nhiêu tiền cho con, mình đầu tư bao nhiêu tiền cho sim. Bởi vậy á, ở Việt Nam dân trí còn quá thấp. Anh Duy Nguyễn nói rồi mà người ta không hiểu. Yes. Người ta cứ nghĩ rằng à, tao có tiền tao bán đất là tao ngon. Xin lỗi đó, trập phú dở không phải ngon. Mấy em đồng ý với anh không? Mặc dù mấy em chưa có tiền nhiều, nhưng mà tụi em có sức khỏe là chắc chắn cuộc đời tụi em tiết kiệm được rất nhiều tiền. Đó, tụi em tiết kiệm được rất nhiều tiền và tụi em có sức khỏe, có độc minh mẫn rồi tụi em làm ra tiền rất là nhanh. Bởi vậy mà nó con nhỏ nào tao không bao giờ chọn đàn ông sáu múi, tao chọn đàn ông có mẹt, mày ngu như con đót. Ông ấy nó có mẹt mà nó không cho tiền mày, mày chọn không? Đúng không em? Là em cái anh em danh dự cho tụi em đó. Còn thằng vừa sáu múi vừa có mẹt nhanh, mày chắc tao không chọn mày rồi. Rõ ràng. Đó. Nên cái cuộc sống này quan trọng là cái nhận định của em, của tụi em như thế nào. Mà muốn có nhận định đó là tụi em đang theo cái kinh nào nữa, đúng không? Thể hình nó có nhiều kinh đó. Mẹ kinh vô nó xào xạo lên, nó làm video kiếm view, úp hình mông đít vú viết này nó lên. Chứ còn mà cái kinh định hướng, cái kinh mà gọi là dạy cho tụi em cái cách sống và bảo kê được cái nguồn lao động á, là chỉ có mình anh Duy Nguyễn. Chỉ có mình Duy Nguyễn trước sau như một thôi. Đôi khi anh chửi luôn tụi em đó, anh chửi cho tụi em tỉnh ngộ, anh chửi cho tụi em nhận thức đúng đắn hơn đó. Rồi sau đó tụi em tập gym, đi học, đi hành đó, cho nó có được kiến thức và cho nó có được ngoại hình, nó có body, thì tụi em sẽ có được cái công việc. Làm PT cũng cần bằng đại học vậy ba, không bằng đại học làm PT cũng được, có bằng đại học làm PT càng được hơn, đúng không?
Nên cái ngành PT là cái ngành nó rộng mở, nó không có giới hạn. Có thằng nhóc kia, nhỏ nó nhắn tin anh qua đâu Bến Lức Cần Giuộc Long An gì đó. Anh Duy ơi, còn việc làm cho em làm bảo vệ cũng được nữa đó. Anh chưa trả lời. Xong rồi tới sáng nay nhắn nữa, anh cũng không trả lời. Cái nhỏ cảm thấy chết mẹ rồi, chọc giận anh Như Nguyễn này hả? Em xin lỗi anh, tại vì em đường đột quá, em lấy hết căn đảm nhắn tin cho anh đừng giận em. Anh nhắn tin là không gì đâu em. Xong rồi cái tới đó anh mới nhắn. Xong rồi nó hỏi tiếp anh em làm BT được không anh? Nó không biết. Đâu phải sao phỏng vấn đi mới biết. Xong rồi cái hỏi tiếp, nhưng mà trình độ văn hóa em có lớp 7/12 rồi, làm được không anh? Anh nói rồi không biết, tùy thuộc vào khả năng lãnh hội của em. Anh không có nói là cái thằng lớp 7/12 làm được không được, tại còn quá sớm mới kết luận, đúng không? Có những thằng lớp 7/12 nhưng mà nó chịu khó học hỏi, tìm hiểu và lắng nghe, duy nó đàng hoàng, nó vẫn làm được. Nên anh chưa trả lời được. Hàng ngày có biết bao nhiêu tin nhắn tuyển dụng tới ngày hỏi không à? Anh rất ít trả lời, rất ít trả lời, đúng không? Các bạn muốn gì thì bạn phải có được cái bộ hồ sơ nó đẹp đẽ, bạn đem tới đây rồi cùng lắm dạ anh Duy em có gửi hồ sơ chỗ anh, nhưng mà lâu quá em chưa thấy trả lời, không biết là bị rớt hay bị sao đó. Thì lúc đó may ra anh còn trả lời, lúc đó thì mới trả lời được nha. Nên là nó quay lại câu chuyện của Bảo Trung. Bảo Trung nó chỉ là một trong hàng trăm nhân viên của BBT trước đây, mỗi đứa đi theo một con đường, mỗi đứa thì đi theo một cái khác nhau. Có những thằng ngày trước là fan của anh này nọ kia, nó vô công ty BBT làm nó xa mặt trời, tự nhiên nó xàm luôn rồi. Em hiểu cái gì gọi là xa mặt trời không? Nope. Nó tròn cái cơ sao anh Duy Nguyễn này nọ trên hình như idol vậy đó. Rồi xong rồi vô làm anh Duy Nguyễn không nói chuyện với em. Em buồn quá, anh Duy Nguyễn không tôn trọng em nữa. What the hell? Má nó như đàn bà vậy đó em. Xin lỗi mày, tao giám đốc à. Mày làm cái chuyện liên quan của mày tốt đó đã. Tao không nói chuyện với mày thôi, nhưng mày ăn cái phốt mà tao biết á. Nó vậy đó mấy em. Có những thằng không hiểu nổi luôn á. Nên nhiều khi nói chung là tao ngồi tới cái ghế này ngày hôm nay rồi tao cũng mệt mỏi quá. Rồi nói thêm một ý về BT nữa, thì phòng gym nào cũng cần phải phát triển BT nha. Mỗi phòng gym nó sẽ phát triển BT theo một chiến lược khác nhau. Còn cái quan điểm của anh á, thì anh chỉ muốn phong trào gym Việt Nam nó mạnh lên thôi. Còn thằng nào dành ăn thằng nào kệ mẹ, thằng nào phốt thằng nào cũng kệ bà tụi mày. Tụi mày lừa đảo khách hàng sao cũng kệ cha tụi mày. Có những thằng nó huy động vốn xong nó trốn nó thiếu gì, đúng không? Nên trên bước đường kinh doanh mà tâm nẻo đường tà, nó làm ăn thì nó đủ kiểu hết. Còn riêng thằng Khứa Bảo Trung, người ta nói một câu nè, mày nhận hợp đồng lớn người ta đó thì mày giải cho đàng hoàng, đúng không? Tại vì em muốn phát triển, em muốn xây dựng thì phải xây dựng cái hình ảnh của em. Em làm việc đàng hoàng đó, thì sau này có chuyện gì công ty nó còn cứu em, khách hàng nó còn cứu em. Còn mẹ bố la bố láo mà gì mà là mày xài mấy cái chiêu trên mạng, mấy cái trò mèo của tụi nó là sau này tuyệt đường sống nha con. Tên tuổi của mày ngày hôm nay lên video rồi đó, đúng không? Và trong những chặng đường của BBT từ trước tới giờ em có xuất hiện vài lần rồi đó, đúng không? Người ta đóng 100 triệu cho em không hẳn là người ta vì em, có thể người ta vì công ty BBT, người ta vì môi trường, vì này vì kia, đúng không? Chứ còn nói chuyện BT thì thôi, trăm nẻo đường ta. Muốn anh kể, muốn anh làm ngàn video chưa hết. Nhưng một lần nữa thì cũng phải chúc mừng con thằng Bảo Trung này đó, chúc mừng nó có những cái hợp đồng nó giúp cho nó có sự được cái sự tự tin mấy. Chứ bây giờ tụi em làm PT mà nó áp lực lắm. Không có hợp đồng, thằng leader lôi ra nó chửi như đót. Nó lôi nó chửi tối ngày sáng đêm, giận tự ái nghĩ cũng vậy thôi. Đó. Nói chung là trong khi mà tụi em làm việc á, là thằng nào cũng có áp lực của riêng nó. Nó xung đột cái này nọ kia nhiều cái lắm. Bởi vì người ta mới dùng cái chữ là tuổi trẻ chưa trải sự đời, cấm ẳn nha con. Cảm ơn các em theo dõi video. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.